giới thiệu đây cả nhà, đây cây hoa giấy mình dâm trong cái chậu cát nhé, dâm trong cái thùng ấy này, thùng sơn này, thùng cát nhé. Đấy. Mình sẽ tháo ra. Đấy, úi giời ơi. Đây nhá. Một cái gốc tay rất là đẹp. Đây này. Mọi người nhìn kìa, đây vết cắt. Đây là vết cắt thân cắt đây nhá, đấy là da rễ này. Mình ươm trong cát nhé, mình dâm vào trong cát thôi, bây giờ mình trồng ra. Đấy. Để chéo máy. Bây giờ lên mình, lên mình chỉnh, chỉnh một số cành xong rồi mình trồng chậm. Đôi khi chúng ta vừa chuyển từ cát ra thì chúng ta trồng thì chúng ta cũng nên cắt bỏ bớt cành đi, cắt bỏ bớt cành bớt lá đi, không để nhiều này, nhiều này nó sẽ không chuyển tốt, nó sẽ mất nước, mất nước và xanh nó sẽ hỏng. Rất đẹp nha, bây giờ tí nữa toàn cảnh rồi các bạn nhé. Tay của nó zig zag không? Mình sẽ làm cái cây này cây bonsai, vui làm thành cây bonsai nhé. Được cái gốc bệ đẹp. Về trước mắt là nó sẽ để trong cái chậu bé này thôi. Sau này mà khi mà cái bộ rễ nó tốt và cái tay tán nó có lên được một tí khoảng sang năm, mình sẽ cho lên cái chậu to hơn. Nhà mình còn ươm nhiều cây hoa giấy khác. Đấy, bây giờ mình tiến hành đổ đất vào nhá. Đây, đây có cái tay, tay này, tay ngọn lên rất là đẹp. Đấy. Nó sẽ rất là zig zag. Đây nhá, đất đất đây mình đã trộn sẵn nhá. Đất này, đất bao gồm đất này, cát này. Rồi thì cái đất kiểu đốt mùn ấy, mùn đất xỉ cộng với cả chấu, một ít phân gà nữa. Đó, bây giờ mình sẽ đổ đất vào nhé. Trước là ươm trên cát. Nhưng cái cát ươm mình cho một ít đất này. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cho đất. Đó.
thể là cho đầy đất ngay nhưng cũng không có thể không, bởi vì là cái cây hoa giấy này nó chỉ cần nước tốt thôi, thì nước tốt thôi chứ còn đất chứ không cần đầy. Thế xong mình sẽ bổ sung dần sau, để cái bộ rễ nó ở dưới mà. Thế xong mình sẽ tiến hành bổ sung dần dần. Thế xong nó sẽ bổ sung dần dần thì nó sẽ chắc, sẽ nhiều đất và nhiều chất để mình quay cái bề mặt đằng sau của nó nhá. Đằng sau mình đang để bệ của khả năng sẽ nuôi một cái tay đây, xong bay ra đây làm bông tán ở đây, còn cái này bay ra đây. Này cái này là nuôi lên làm ngọn này, dưới này là một tay bay này. Đó. Có hết các điểm rồi, có hết các điểm rất là tốt. Nhưng mà bây giờ tạm thời để cho nó lên đã, cho nó lên khỏe đã, thì thôi mình cứ để các cái cành như thế, cắt sửa sau. Đó, các bạn thấy chưa? Đẹp không? Các góc nha. Đấy, các góc, các chiều. Cái này bây giờ phải nuôi khỏe ngay chứ không những cái vết cắt to này là sợ sau này lũa lắm. Phôi đẹp, quá đẹp luôn. Phôi hoa giấy tím Huế nhá. Phôi hoa giấy tím Huế làm bonsai. Cực khủng luôn. Quay tiếp ra đây này. Đây mình vẫn còn một cái gốc. Đấy, có một gốc. Đấy, đây, có một gốc nữa. Ươm súng rồi, sống rồi. Đấy, tí nữa mang ra ngoài kia trồng. Đây nhá. Đấy, nó sống rồi đó. Tí nữa mang ra kia trồng. Thì gần đây nhá, đây mình ươm này. Mình cũng cắt thân này, mình ươm này. Ươm cành này cao phải 1m8. Đấy, lên hết rồi. Các bạn thấy chưa? Lên hết rồi đó. Đây là bây giờ có thể trồng ra rồi. Đó. Cái dưới nua bị hỏng. Được 2 cây. Đấy không? Rất là chất luôn. Lại gốc bonsai này của mình quay ở góc này nhá. Góc quay này. Rồi. Thấy không? Đẹp lắm, gốc này rất là rích rắc luôn. Gốc này rất là rích rắc luôn. Rích rắc đẹp luôn. Có thể mình sẽ cắt một tí, cắt sửa một tí để các bạn nhìn cho nó mịn màng hơn nhá. Đấy nhá. Mình vừa đổ thêm một ít xỉ. Xỉ thì là kiểu đất đốt vườn, đốt cỏ rác. Xỉ này thoát nước rất tốt là tốt. Tạm thời đây trồng lần một nhá, trồng lần đầu tiên. Cho nên mình trồng sâu một tí. Trồng sâu nó xuống để cho nó giữ vững cây. Thế sau này lần thứ hai là mình sẽ nâng lên. Lần thứ hai nâng lên cái mặt này. Mặt này nhá, mặt chỗ cây mình chỉ. Nó sẽ bằng cái mặt chậu này. Nó sẽ bằng mặt chậu như thế này. Đấy, lần thứ hai sẽ thế. Thế xong lần thứ ba thì là tùy. Tức là cái bộ rễ này nó lớn rồi. Khi mình lên một cái chậu để chơi hoàn toàn rồi thì nó lại khác. Đấy, bây giờ phải nuôi cái gốc này cho nó to ra và nó già ra. Thế bây giờ nó có gồm mấy này, nhất là một nuôi cái tay này. Tay này như này. Đấy, đây một tay này. Này ra một tay nhá. Này ra cái này có thể ra hai tay. Đấy, cái này. Này ra một tay này. Đây có thể một tay này. Đấy. Một tay này. Hoặc là con tay đây, ra đây. Đấy. Còn đây là cái ngọn này. Đấy, ngọn. Rất réo rụt rịt cho nó nuôi. Xong lại sẽ cho nó đi ngoặt vào đây. Đấy, ngọn này lên đây. Đây này, xong cho nó đi vào đây.
xong rồi bung ngọn đây, xong rồi dưới sẽ làm tay tán xung quanh, xòe xung quanh. Cái gốc này sau mà khi cái tán nó lên thì sẽ phải cho vào cái chậu, nó tương đương khoảng chậu khoảng 80. Tức là cái đường kính chậu phải rộng khoảng 80. Nhưng bây giờ mới thì không cần chậu to, thì cứ cho chậu nhỏ này, mình sẽ nhân lên dần dần. Đấy, các bạn thấy chưa, đẹp chưa? Đấy, giới thiệu tiện thể giới thiệu luôn, đây một cây hoa giấy mình nhé. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, thấy bông chưa? Thấy bông tán chưa? Đó, nhìn cái bông nó ở trên này đó. Đó, có thể đi ra chiều này nhìn thấy sẽ rõ hơn, sẽ đẹp hơn. Đó, đây, chiều này nhìn cái bông đùm đùm đẹp không? À, mọi người sẽ đăng ký kênh của mình để theo dõi mình nhá. Để sang năm mình thay chậu cái cây này để lên ra một cái chậu to hơn và nâng nó lên thì mình sẽ lại quay video để cho mọi người xem. Đấy, mình hoa giấy thì mình không phải là thợ, nhưng mà mình thích chơi và mình đang làm rất là nhiều. Ngay bên cạnh đây một cây này, cái chậu bé tí, những cái thân đẹp không? Thân đang nuôi nhá, đang nuôi lá xanh mướt. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Mình xin dừng video ở đây và chúc mọi người sức khỏe, thành công. Xin cảm ơn.